xin hãy sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phục vụ lời Chúa hôm nay là những lời trăn trối tâm huyết của Chúa Giêsu trước khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn để chia sẻ với các tông đồ. Thầy là cây nho, anh em là cành, và ai kết hiệp với Thầy như cành kết hiệp với cây nho thì sinh nhiều hoa trái. Còn nếu không ở lại trong Thầy, không kết hiệp với Thầy thì như cành nho khô héo sẽ bị quăng ra ngoài và quăng vào lửa. Đó là những lời tâm huyết mà Chúa Giêsu muốn nói với các tông đồ và nói với mỗi người chúng ta là những thành phần của giáo hội luôn luôn được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu để nhận sức sống của Chúa và trở nên những môn đệ, trở nên những người loan báo tin mừng của Chúa phục sinh cho toàn thế giới. Vì thế mà chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ý thức được cái ơn gọi của mình và cầu nguyện cho giáo hội mỗi ngày được đoàn kết yêu thương nhau để trở nên chứng nhân tin mừng đích thực của Chúa phục sinh. Vì nếu chia rẽ thì sẽ gây ra biết bao nhiêu những khổ đau cho chính mình, cho giáo hội và cho toàn thể thế giới. Thế nên hôm nay xin anh chị em hợp ý cầu nguyện cho các linh hồn Phêrô nhân ngày giỗ 7 năm, ông cố của Thầy Trung. Các linh hồn Đam Minh, Gioan, Maria, cầu cho các thai nhi, cầu cho tổ tiên, linh hồn Paulo theo như ý người xin. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Hóa Nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn Thánh Thần mà Người đã ban. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, và không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Lời
trong Thầy thì sẽ sinh nhiều hoa trái, còn nếu không ở lại trong Thầy thì sẽ bị quẳng ra ngoài như cành nho khô héo và người ta sẽ quăng vào lửa. Vâng, kính thưa ông bà anh chị em, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe kể chuyện về ông Phao-lô, một người Do Thái, một nhà trí thức thuộc loại biệt phái, không ở trong Chúa, vì thế mà đã xảy ra cuộc bách hại dữ tợn, đi lùng bắt các người tin theo Chúa để giam tù, đánh đập và có thể là giết đi nữa, như trường hợp của Stefano mà Saulo, tên cũ của Phao-lô, là người đồng lõa cầm áo cho các bạn đồng nghiệp của mình để ném đá Stefano cho đến chết. Vâng, nếu không ở trong Chúa thì xảy ra như vậy. Còn nếu ở trong Chúa thì sẽ kết hiệp với Chúa và trở nên môn đệ của Chúa và trở nên người loan báo tin mừng như Phao-lô sau khi đã được Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra và báo cho ông biết rằng là tại sao ngươi tìm bắt ta. Vì khi mà Phao-lô đi tìm bắt các Kitô hữu là tìm bắt chính Chúa Giê-xu vậy. Sau biến cố ngã ngửa đó, Phao-lô đã trở thành môn đệ của Chúa và thay vì đi bắt bớ thì đi loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân, đã trở thành một vị đại tông đồ rao giảng tin mừng từ miền Tiểu Á sang tới Âu Châu. Vâng, đó là cái lý tưởng mà Chúa Giê-xu muốn trăn trối lại cho các môn đệ và cho thế giới ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà nhìn lại lịch sử thì chúng ta thấy quả thật là đau lòng khi đã xảy ra những cái cuộc ly giáo gây đau đớn cho xã hội và cho cuộc loan báo tin mừng khó khăn. Xin tóm tắt mấy cuộc ly giáo lớn đã xảy ra trong lịch sử. Đó là cuộc ly giáo thứ nhất xảy ra vào ngày 16 tháng 7 năm 1054, khi hai phái đoàn Roma và Constantinople ra vạ tuyệt thông cho nhau vì xảy ra sự tranh chấp giữa quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng tại Roma và Đức Viện Phụ Constantinople tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và một tín điều nữa, đó là chữ Filioque ám chỉ rằng Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Đó là cái chủ trương của giáo hội Công giáo. Còn thì cả có những giáo phái khác cho rằng là như thế là không đúng. Có lạc thuyết Ario đã chủ trương rằng bản tính Thiên Chúa của Chúa Con thấp hơn bản tính Thiên Chúa của Thiên Chúa Cha, và vì thế đã có một thời trong đó ngôi lời của Thiên Chúa không hiện hữu và vì vậy đã được tạo dựng sau đó. Đó là cái lạc thuyết. Rồi cuộc ly giáo thứ hai, 4 thế kỷ sau, vào năm 1517, với phong trào phản đối hay cải cách do Martin Luther khởi xướng làm nảy sinh ra các giáo hội tin lành hay giáo hội cải cách hôm nay. Martin Luther là một linh mục dòng Augustino người Đức, làm giáo sư phân khoa thần học tại Wittenberg. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1550, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 công bố sắc chỉ Exsuge Domine cảnh cáo ra vạ tuyệt thông nếu Luther không thu hồi 95 luận thuyết nội trong vòng 60 ngày. Vì 95 luận thuyết này chống lại việc giáo hội hồi đó đang là cần tiền để mà sửa sang lại cái đại thánh đường Phêrô tại Roma.
Vì thế mà kêu gọi những người giáo dân đóng góp vào việc xây dựng đó. Và nếu đóng góp như vậy thì sẽ được những ân xá, thoát khỏi những cái hình phạt tại luyện ngục. Trước cái sự kiện đó thì Martin Luther đã chống lại cái việc đóng góp đó và đưa ra 95 luận thuyết. Sau đó thì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã công bố sắc chỉ De Sed Romanum Pontificem và ra vạ tuyệt thông cho Luther. Đến năm 1525 thì Luther đã cưới một nữ tu cũng thuộc dòng khổ tu, và sau đó thì ông đã lập ra một cái quy chế cho giáo hội cải cách do Luther đứng đầu, là các linh mục được lập gia đình và không có tôn trọng, tôn nhận Đức Giáo Hoàng ở Roma là vị lãnh đạo tối cao nữa, và họ lập ra một cái giáo phái riêng. Rồi cuộc ly giáo thứ ba tại Anh Quốc cũng vào thế kỷ thứ 16, đó là vua Henry thứ 8 muốn hủy bỏ hôn phối với hoàng hậu Catherine vì chỉ sinh cho ông người con gái. Ông mong muốn có con trai để nối ngai vua. Và vua Henry xin Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 ban phép chuẩn cho nhà vua tái hôn với bà Anna, nhưng Đức Giáo Hoàng từ chối. Và sau đó thì Henry thứ 8 và bà Anna cứ việc tổ chức thành hôn vào tháng Giêng năm 1533. Và hoàng hậu Anna sinh cho ông cũng một công chúa, và sau này trở thành hoàng hậu Elizabeth thứ nhất. Rồi tới thời Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 ra vạ tuyệt thông cho nhà vua. Và sau đó thì vua Henry thứ 8 ban hành luật về quyền tối thượng, khiến cho nhà vua trở thành thủ lãnh tối cao của giáo hội Anh, loại trừ tất cả mọi thói quen, tập tục, luật lệ, quyền bính hay các điều luật đến từ nước ngoài. Tước hiệu này sẽ được Hoàng hậu Elizabeth thứ nhất đổi thành thống đốc tối cao của giáo hội Anh. Ngày 17 tháng 12 năm 1538, nhà vua bị Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 3 ra vạ tuyệt thông lần thứ 2. Và vạ tuyệt thông này cũng áp dụng cho Hoàng hậu Elizabeth thứ nhất nữa. Như thế tình hình cuộc ly giáo không thể cứu vãn được. Và đau đớn nhất là trong mấy trăm năm vừa qua đã xảy ra những cái cuộc chiến giữa những người Công giáo và những người theo Tin lành, theo Anh giáo, gây đau khổ cho xã hội. Và cũng xin thưa với anh chị em rằng là vào ngày 10 tháng 5 này tại Đức, cũng một số giám mục, linh mục chủ trương rằng là sẽ tổ chức chúc lành cho các tình yêu, những người đồng phái với nhau, tức là nam với nam, nữ với nữ. Và rất nhiều lần một số giám mục ở Đức cũng chủ trương rằng là giáo hội phải phong chức linh mục cho phụ nữ. Đó, những cái sự kiện này đã gây ra cho giáo hội manh nha một cuộc cả, gọi là một cuộc ly giáo mới nữa. Hay là tại các giáo hội chính thống cũng vậy. Chúng ta biết rằng là giáo hội chính thống gồm có 15 giáo hội chính thống trên khắp thế giới. Và giáo hội chính thống Nga thì vẫn tự cho mình là có quyền trên các giáo hội chính thống khác. Nhưng mà theo truyền thống thì Đức Viện Phụ ở Constantinople là thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ lại là người chủ trương rằng là các giáo hội chính thống có quyền tự lập, và cũng đang manh nha ra những cái cuộc chia cách như vậy. Chúng ta biết rằng là những cuộc chia cách này đã xảy ra 4 năm thế kỷ rồi, 4 mấy trăm năm rồi.
Và cho tới thế kỷ thứ 20 thì với cái sự đóng góp của Cộng đồng Vatican II đã đem các giáo hội lại gần nhau hơn, và giáo hội Công giáo như là một cái điểm để mà liên kết kêu gọi các Kitô giáo khác cộng tác với nhau trong cái tinh thần đại kết để tìm hiểu nhau và chia sẻ cho nhau. Như là trường hợp cụ thể là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã cùng ôm hôn Đức Thượng phụ Athanagoras để nói lên cái sự hiệp thông và đồng thời giải vạ cho nhau, vì đã xảy ra qua 10 thế kỷ rồi. Đối với các giáo hội Tin lành Anh giáo và Tin lành Đức thì cũng vậy, đã có những cái cuộc tiếp xúc để chia sẻ, cùng tìm hiểu, cùng làm việc với nhau, nghiên cứu về thánh kinh, về thần học, và qua những cái sự kiện đó để mà gần gũi nhau hơn, tìm đến một cái giải pháp nào đó dung hòa với nhau để tránh là những cái cuộc đổ máu đáng tiếc không thể xảy ra nữa trong lịch sử. Trong cái tinh thần đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội và cho mỗi người chúng ta, những vị lãnh đạo giáo hội được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm ra một cái đường hướng mà liên kết các Kitô giáo với nhau, để nói lên cái ước muốn mà Chúa Giêsu mong muốn trước khi đi vào cuộc khổ nạn, là ước chi họ nên một với nhau. Vì Ngài đã thấy trước được rằng là vì là thân phận con người, vì thế mà các Kitô hữu là những con người có những yếu đuối và sẽ xảy ra những cái cuộc mà chia rẽ như vậy. Cái điều đó không thích hợp, không phù hợp với cái ước muốn của Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội mỗi ngày được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để tìm ra những cái đường hướng mà liên kết với nhau, để cùng đoàn kết với nhau, hiệp tâm, hiệp lực với nhau, để trở nên những chứng nhân tin mừng đức thực của Chúa, như cây nho liền với các cành nho thế nào thì các giáo hội Kitô cũng hợp nhất với nhau như thế. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.